Hallelujah. Chào mừng quý ông bà, cô bác, anh chị em quay trở lại với chương trình Cuộc Đời Chúa Cứu Thế. Và chúng ta đang học chương trình Cuộc Đời Chúa Cứu Thế cuốn 2 bài 11. Đây là một chương trình thần học căn bản dành cho những ai ham thích lời của Đức Chúa Trời. Và trước khi mà chúng ta học lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, thì giờ này chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài dành thời gian cho chúng con. Xin Thánh Linh của Ngài đến và Ngài dẫn dắt chúng con vào học lời của Chúa, dạy dỗ đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã xuống thế giới này để chết thay trên thập tự giá cho chúng ta, và Ngài để lại cho chúng ta một gương để đi theo Ngài mỗi ngày. Và chương trình Cuộc Đời Chúa Cứu Thế là một chương trình học về chính Chúa Giê-xu. Và chúng ta đã đi qua bài 11. Để trước khi chúng ta bắt đầu bài mới thì chúng ta ôn tập lại một chút. Chúng ta thứ nhất là chúng thấy bối cảnh Chúa Giê-xu sống trong thời đế quốc La Mã. Thì chúng ta thấy đây là bản đồ của La Mã. Và trong thời của La Mã thì trong thời của Chúa Giê-xu thì đế quốc La Mã trở thành một cái đế quốc rất là hùng mạnh ở trên thế giới. Và chúng ta thấy ở đây là Jerusalem. Jerusalem ở xứ Palestine. Thì trong cái thời đế quốc La Mã, chúng ta thấy trung tâm của thủ đô La Mã đó là Roma. Và ở đây tất cả ở Antioch, ở Siron, ở Corinto, Philip, rồi La Mã có thuộc địa ở Địa Trung Hải, ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Thì đất nước La Mã lúc bây giờ, đế quốc La Mã có các thuộc địa rất là hùng mạnh. Và khi người La Mã đi đem quân để mà đi tới đâu, đi chiếm ở xứ nào, thì họ có đi bằng con đường, một là đi bằng tàu thuyền có buồm, hai là đi bằng ngựa và con nát đá. Rồi khi họ chiếm được xứ nào thì họ đặt quân đội của họ, đặt cái người cai trị ở tại vùng đất đó. Và ở trong thời của đế quốc La Mã thì xứ Palestine, cả cái xứ khu vực mà của Jerusalem thì được gọi là xứ Palestine. Rồi đó là ở bài đầu tiên trong cuốn Cuộc Đời Chúa Cứu Thế chúng ta học. Và chúng ta thấy tiếp theo, và trong cái xứ Palestine thì trong thời Chúa Giê-xu, xứ Palestine bản đồ được chia ra làm 5 cái khu vực. Đầu tiên đó là khu vực màu vàng đây, đó là xứ Galilee. Kế đến ở giữa đó là xứ Samari. Và ở đây chúng ta thấy dưới này miền Nam đó là xứ Jude. Đối ngang Galilee ở đây chúng ta có Iture. Và ở đây đối ngang xứ Jude sang bên này, phần vàng vàng đây đó là phần Pere. Còn cái vùng giống như là cái vùng cái chân này thì màu tím tím đây thì đó là vùng Decapolis. Trong lịch sử, trong thời của David thì tất cả những vùng này được thống nhất với nhau, nhưng mà đến thời của Chúa Giê-xu thì chỉ còn 5 cái vùng này và 5 cái khu vực này á. Thì chúng ta thấy phía bắc thì có vùng Galilee, và ở cạnh đó thì có biển hồ Galilee chảy từ bắc xuống Nam thì là sông Giô-đanh và đây là biển chết. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu, Ngài trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu thì Ngài truyền giáo và Ngài làm việc ở khu vực này. Và chúng ta xem thêm một cái bản đồ nữa, đó là năm thứ hai của, hay là năm chuẩn bị của Chúa Giê-xu, cuốn 2. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu có 3 năm chức vụ. Chúa Giê-xu có 3 năm chức vụ, đó là năm chuẩn bị, năm được mến mộ và năm bị khổ nạn. Và chúng ta trong cái chương trình chúng ta được học về 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta được học về 5 giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Thì năm chuẩn bị của Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu vẫn ở Nazareth là ở đây, và Ngài đi xuống dưới miền Nam ở đây. Thì Ngài đi xuống miền Nam và Ngài vẫn quay trở về xứ Nazareth, Ngài ở đó. Và Chúa Giê-xu đi xuống cái khu vực giữa Bê-rê và Giu-đê này, thì ở tại đây trên dòng sông Giô-đanh này thì ông Giăng Báp-tít ông giảng đạo ở đây. Có 3 sự kiện ở trong cuốn 2 của cuộc đời Chúa Cứu Thế mà cần phải nhớ, đó là Giăng Báp-tít giảng đạo, rồi Chúa Giê-xu làm phép báp-têm bởi Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Thì đây là 3 cái sự kiện rất là quan trọng. Bây giờ rồi Chúa Giê-xu làm phép báp-têm và Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, đây là 3 cái sự kiện mà chúng ta cần phải nhớ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua cái sự kiện thứ 3, đó là Chúa Giê-xu bị cám dỗ. Còn cái sự kiện mà Chúa Giê-xu chịu làm phép báp-têm và Chúa Giê-xu và giảng đạo thì chúng ta đã học rồi. Vậy thì Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong cái thân phận, một là làm con của Đức Chúa Trời, hai là trong thân phận của con người. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giê-xu có 2 bản tính trời và bản tính thần. Chúng ta đi qua cái đầu tiên, Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong cương vị là con Đức Chúa Trời. Thì có 2 nơi, đó là sa mạc. Tại sao Chúa Giê-xu bị cám dỗ ở trong sa mạc? Thì chúng ta đang ở trong năm chuẩn bị của Chúa Giê-xu và kế tiếp cái sự kiện Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 3 đến đoạn 4 thì chúng ta Kinh Thánh có ghi lại cái sự kiện Chúa Giê-xu làm phép báp-têm. Và ngay khi Chúa Giê-xu làm phép báp-têm thì Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Thánh Linh là đưa Chúa Giê-xu vào trong đồng vắng để thử. Và ở đó thì Ngài chịu đói, kiêng ăn 40 ngày 40 đêm. Sau khi Ngài đói rồi thì Ngài ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu: nếu ngươi phải là con của Đức Chúa Trời thì hãy biến đá thành bánh đi. Chúng ta thấy rằng một người đói mà cần ăn thì đó là một cái chuyện hết sức bình thường. Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài đã hóa bánh cho 3.000 người ăn, 5.000 người ăn, 7.000 người ăn, 4.000 người ăn. Nhưng mà ở đây thì Chúa Giê-xu không có biến đá thành bánh. Tại sao vậy? Tại vì ma quỷ, đây là mưu trước của ma quỷ, và Chúa Giê-xu đang ở trong đồng vắng. Đây là cái thời kỳ Ngài kiêng ăn để Ngài xác định bước vào chức vụ sẵn sàng chết trên thập tự giá, chết thay cho loài người, và Ngài sẵn sàng chịu kiêng ăn. Và ma quỷ thì nó không muốn như vậy, không muốn Chúa Giê-xu vâng phục Đức Chúa Trời, và nó tìm mọi cách để nó cám dỗ. Và cái cám dỗ thứ hai trong thân phận làm con của Đức Chúa Trời, đó là nó đưa Chúa Giê-xu lên nắp đền thờ. Và ở tại đó thì nó nói với Chúa Giê-xu: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Và trong cái con mắt của người Israel, của người Do Thái, thì Chúa, nếu mà đấng Messi đến thì Ngài sẽ đến ở trên cái nóc đền thờ, và Ngài sẽ nhảy xuống mà không có bị gì hết, không bị đau đớn vì gì, vì thiên sứ của Chúa đỡ. Cho nên hai cái sự kiện Chúa Giê-xu làm phép, Chúa Giê-xu bị cám dỗ ở trong sa mạc, và Chúa Giê-xu bị cám dỗ ở trên nóc đền thờ này, đó là cám dỗ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Và ma quỷ nó không muốn Chúa Giê-xu. Mục đích cám dỗ của ma quỷ là gì? Thứ nhất, nó muốn Chúa Giê-xu dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để phục vụ lợi ích cá nhân. Chúng ta thấy được rằng nếu Chúa Giê-xu dùng quyền năng của Ngài để phục vụ lợi ích cá nhân, đó là biến đá thành bánh mà ăn, thì sự làm người của Chúa Giê-xu rất là dễ dàng hơn chúng ta. Và đây là mưu kế của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng nếu Chúa Giê-xu vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ tiêu diệt vương quốc của nó. Và nó không muốn như vậy. Nó muốn Chúa dùng quyền năng để phục vụ lợi ích cá nhân, trong khi Đức Chúa Trời thì muốn Chúa dùng quyền năng của Ngài để phục vụ lợi ích cho nhiều người. Và chúng ta thấy rằng đây là phép lạ đầu tiên. Chúng ta nhớ rằng đây là phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Và phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu, nếu như ma quỷ, Chúa Giê-xu bị cạm bẫy, dính bẫy của ma quỷ, thì Chúa Giê-xu hóa bánh cho cá nhân mình ăn, thì đó là cái phép lạ đầu tiên. Nhưng mà Chúa Giê-xu không. Chúa Giê-xu hóa nước, biến nước thành rượu ở trong tiệc cưới Canaan, đó là phép lạ đầu tiên để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Như vậy thì mục đích của ma quỷ đó là cám dỗ Chúa Giê-xu để phá hỏng kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho con người. Hay là nói cách khác, đó là làm Chúa thất bại. Còn Đức Chúa Trời thì muốn Chúa Giê-xu chui tín là cái giá cứu chuộc con người. Và chúng ta thấy rằng, chúng ta so sánh trong Kinh Thánh thì có hai cái sự cám dỗ xảy ra. Một là cho Chúa Giê-xu, hai là cho Adam. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái bài học thì Adam và Chúa Giê-xu cùng bị cám dỗ. Nhưng mà Chúa Giê-xu đắc thắng, còn Adam thì thất bại. Và chúng ta thấy rằng Adam thì bị cám dỗ cũng là đồ ăn, Chúa Giê-xu bị cám dỗ cũng là đồ ăn. Nhưng khác ở trong bối cảnh Chúa Giê-xu lúc này là đang đói và Ngài ở trong sa mạc, còn Adam bị cám dỗ ở trong vườn Eden, có tất cả mọi thứ, có tất cả mọi thứ đồ ăn, không phải suy nghĩ gì, nhưng mà vẫn thất bại. Điều này cho thấy rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu Chúa và là Adam sau tốt hơn Adam trước. Kinh Thánh có nói rằng bởi một người mà tội lỗi đến trong thế gian, thì cũng bởi một người và sự cứu chuộc sẽ đến trong thế gian này. Và chúng ta thấy rằng bài học đầu tiên, chúng ta thấy Chúa muốn dùng quyền năng con trời để giúp đỡ nhiều người. Nhưng mà Satan thì là muốn Chúa sử dụng vào mục đích riêng. Và bài học thứ hai, Khi mà ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu thắng, bởi Chúa Giê-xu thắng bởi lời kinh thánh, lời Chúa. Và Chúa Giê-xu nói với lại ma quỷ rằng có lời chép rằng, khi ma quỷ nó đến nó nói rằng là có lời chép, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy biến đá thành bánh mà ăn. Rồi kế đến nó lại nói, nó đưa Chúa lên nóc đền thờ và nó nói là có lời chép rằng, ma quỷ đó khi mà Chúa nói rằng là hỡi Satan, ngươi đừng thử thách Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, có lời chép rằng, thì ma quỷ nó dùng ngay lời của Chúa. Điều này chứng tỏ ma quỷ nó biết lời của Đức Chúa Trời và nó dùng lời của Chúa để cám dỗ Chúa Giê-xu, nhưng mà nó không thắng được. Và cái câu kinh thánh có nói cho chúng ta một câu, đó là hãy kính sợ Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó đánh xa anh em. Chúa Giê-xu cũng như vậy, Ngài kính sợ Đức Chúa Trời và Ngài vâng phục hoàn toàn khi Ngài ở trong đồng vắng, và Ngài dùng lời của Chúa để chống trả ma quỷ. Và đây là cái bài học cho mỗi cơ đốc nhân khi sống ở trên đất, đó là chúng ta kính sợ Chúa nhưng mà chúng ta phải biết chống trả ma quỷ. Và cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Chúa bị cám dỗ ở trong thân phận là con Đức Chúa Trời, và Ngài đã đắc thắng được Satan ở trong sa mạc. Nhưng Adam cũng ở trong thân phận là con của Đức Chúa Trời, khi mà ở trong vườn địa đàng có đầy đủ mọi đồ ăn thì nhưng cũng thất bại. Và ma quỷ thì nó muốn Chúa sử dụng cái quyền năng và cái mục đích cá nhân thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời thì muốn bày tỏ quyền năng của Ngài để cứu nhiều người. Và cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng đây là bài học cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã học xong bài học bài 11, Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong cái vai trò là con của Đức Chúa Trời. Và ngày mai, ngày tới thì bài 12 chúng ta sẽ tiếp tục học Chúa Giê-xu bị cám dỗ nhưng trong vai trò là con người. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước trên anh chị em. Anh chị em ai mà chưa có đăng ký thì xin đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài cho chúng ta học lời của Ngài ngày hôm nay. Thì Chúa ban phước lại. Thân ái mến chào và hẹn